Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 2019. Hôm nay con kính chia sẻ một đề tài mà những hành giả Phật giáo, những người thực sự thực tập, bản thân cũng như con cần phải thực sự thấu hiểu và ứng dụng. Một Phật tử hỏi con rằng làm sao để tách biệt cơn sân ra khỏi con người chân thật của mình và quan sát nó. Nói thật tình, bản thân con cũng chưa làm được điều này một cách trọn vẹn. Cho nên ai đó mà có khả năng tách được cơn sân ra trong lúc mà mình đang bị chiếm lĩnh bởi nó để quan sát, đó là một hành giả thực thụ đáng kính. Cho nên con chỉ chia sẻ mức độ thực tập của bản thân mình. Mong quý vị coi đó là cái phương pháp khách quan để có thể ứng dụng cho riêng mình, nếu được thì thật sự hoan hỷ, nhưng là niềm vui của con. Không ai làm mình sân giận cả, chỉ có điều mình chọn lấy cơn sân để phản ứng với đời thôi. Mình có khả năng chọn cơn sân để phản ứng thì mình cũng có khả năng chọn cách để ở lại với cơn sân, chứ không có lấy cơn sân để tiếp tục cho nó ra thành ngôn ngữ và hành động. Thì để ở lại với cơn sân tức là tách cơn sân ra đó. Tức là thực ra nếu mà mình mất chánh niệm mình mới sân, có nghĩa là khi đó mình là cơn sân thì mình không thể tách nó ra được. Nó tách ra là không đúng. Đừng có hành động, nói năng và tiếp tục suy tư theo cái hướng cơn sân nó đang đẩy mình đi. Thì để làm được cái việc mà ở lại với cơn sân mà không hành động suy tư gì thêm hết, thì ta phải theo cơ bản là 6-7 bước sau đây. Thứ nhất, điền vào chỗ trống những cái ý con nói, là lấy một cây bút và cây viết ra. Lấy cây bút viết và ông vỡ ra, điền xuống. Coi thử. Thứ nhất, sự kiện gì xảy ra. Thứ hai, cái cảm thọ của mình như thế nào. Chỉ cần viết ra thôi. Thứ ba, cái cơ thể của mình lúc đó nó như thế nào. Thứ tư, cái suy nghĩ gì của mình đang diễn ra trong đầu. Thứ năm, nếu mình hành động theo cái suy nghĩ đó là hành động á, thì mình sẽ làm gì. Thứ sáu là kết quả, tức là hậu quả của hành động. Sau khi ghi hết ra xong rồi, mình hãy ngồi xuống xếp bằng theo tư thế hoa sen, hoặc là trong tư thế dễ chịu nhất. Đếm ngược từ 100 hoặc 60 hoặc 70 hoặc 50, đếm ngược lại cho tới 1. Đếm xong rồi đứng dậy đi thiền hành. Không nói đi thiền hành, đi bách bộ, đi một nơi yên tĩnh. Cái cách tốt nhất để mà trị cơn sân đó là đừng nói gì cả, và đếm ngược hơi thở, và rồi đi bách bộ một đoạn. Quý vị sẽ cảm thấy đây là cách ứng dụng của con rất là hữu hiệu, rất là thực tế. Thực ra đó là lúc mà để cho mình tách mình ra khỏi cái đối tượng làm mình sân, cho mình bớt bị chiếm lĩnh bởi cảm thọ bất thiện này. Rồi trong lúc đó mình quan sát cái sự sinh diệt liên tục của cái trạng thái cảm thọ cũng như cái suy tư của mình, và mình sẽ cảm nhận được là cái sự sinh diệt của nó. Vậy mình thấy được cái pháp là vô thường. Đó là việc nên làm. Còn cái việc tránh làm nè, là mình đừng có sợ cơn sân. Xong cơn sân nó sinh lên, rồi mình lập tức nghĩ ta là người tu, tại sao mình là sân giận. Xong mình cho cơn sân là của mình, mình cho cơn sân là thường còn, mình cho cơn sân là xấu xa. Rồi mình tưởng tượng ra một cái thứ khác. Nếu sân là xấu thì cái không sân á là tốt. Thì bây giờ mình sân thì mình nghĩ rằng cái không bây giờ là lát nữa nó hết sân nó mới tốt. Và muốn được cái tốt kia, mình loại trừ, mình chạy trốn, mình tiêu diệt cái sân này, thì đó là một loại lớp sân thứ hai. Cái sân này là một cái phép, là một cái thực tại. Mình ở lại nó, mình có mặt cho nó, đó là việc mình có thể làm. Còn cái việc mà mình tưởng tượng một cái mà tốt đẹp, không sân á, cái đó nó không thật. Cho nên mình chỉ cần việc của mình đừng có làm là đừng có nghĩ gì về cái cơn sân này là mình là người tu, cơn sân này là xấu, phải loại trừ nó đi. Nếu không thì không đúng thế này, không đúng thế kia, phải trở nên ai đó ở tương lai bằng cách loại trừ cái này đi.
Càng làm như vậy, nó sẽ làm cho mình càng sân hơn, lợi bất cập hại. Có hai việc như vậy. Kính thưa đại chúng, là con người ai cũng còn cái tham sân si, nhưng cách chúng ta ứng dụng cái làm và cách không nên làm, nhận định khách quan của con kính chia sẻ để mọi người được thực tập. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.